Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau khi tăng cường xuống phía Nam khiến các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa rào và có nơi có rông, không khí lạnh đã làm cho nền nhiệt độ trên toàn khu vực giảm mạnh với nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động từ 14 đến 17 độ. Vùng núi cao có nơi nhiệt độ xuống dưới 10 độ như Sapa 8,5 độ, Mẫu Sơn 6,4 độ, trời rất đậm. Sang ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ chỉ có mưa vài nơi và trời khá âm u. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế cũng chịu tác động của không khí lạnh nên có mưa, có nơi mưa vừa nên nhiệt độ trên toàn khu vực tiếp tục giảm mạnh với nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh phía Bắc từ 15 đến 18 độ và 19 đến 22 độ ở phía Nam, các tỉnh phía Bắc trời rét. Nam ở rìa xa phía Nam và ít chịu ảnh hưởng của lưỡi cao lạnh lục địa nên các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chỉ có mưa rào vài nơi với lượng không nhiều nên nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ. Đêm nay do vẫn chịu ảnh hưởng của gió Tây trên cao nên khu vực Tây Bắc và vùng phía Nam đồng bằng còn có mưa rải rác. Ngày mai Mưa trên toàn khu vực có xu hướng giảm, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Tuy nhiên trời vẫn khá nhiều mây và âm u, do vậy nền nhiệt độ thấp nhất đêm nay cũng chỉ dao động từ 15 cho đến 18 độ. Vùng núi cao có nơi sắp xỉ 10 độ. Sang ngày mai nền nhiệt độ tuy có tăng lên đôi chút nhưng vẫn duy trì ở mức khá thấp. Nhiệt độ cao nhất phổ biến chỉ dao động từ 18 đến 21 độ, trời tiếp tục rét. Đời gió đông bắc thổi từ rìa ca lục địa tới các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có cường độ suy yếu dần nên trên toàn khu vực giảm mưa, các tỉnh phía Nam Nam đêm nay có mưa giải rác nên nhiệt độ tiếp tục có xu hướng giảm, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai cũng chỉ dưới ngưỡng 27 độ. Nằm ở rìa xa phía Nam và ít chịu tác động của không khí lạnh tăng cường, nên các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết vẫn khá hanh khô. Ban ngày trời có lúc có nắng, tuy nhiên những dòng không khí lạnh từ phía Bắc cũng được khuếch tán xuống, khiến nền nhiệt giảm nhẹ đôi chút. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ có nơi có nhiệt độ sắp xỉ 33 độ. Về đêm ở các tỉnh Tây Nguyên trời xe lạnh và có sương mù nhẹ, với nhiệt độ thấp nhất chỉ dao động từ 18 cho đến 21 độ. Trong 48 cho đến 72 giờ tới, không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu dần. Do vậy, các tỉnh Bắc Bộ ít mưa, nền nhiệt tăng nhẹ, trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm. Các tỉnh ven biển Trung Bộ, mưa có xu hướng giảm và nhiệt độ tăng dần. Các khu vực khác, thời tiết ít thay đổi. Sau đây là dự báo chi tiết cho các khu vực Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ và cao nhất là từ 19 cho đến 22 độ, có nơi từ 22 đến 25 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 cho đến 21 độ khu vực Hà Nội và các vùng lân cận trời nhiều mây có mưa ở một vài nơi, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 cho đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời nhiều mây có mưa ở một vài nơi, gió tây bắc mạnh cấp 2 cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ và nhiệt độ cao nhất từ 19 cho đến 22 độ. Khu vực Trung Trung Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 23 đến 26 độ, phía nam là từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Trung Bộ mây thay đổi, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi có mưa ở một vài nơi, ban ngày trời nắng, gió đông bắc mạnh cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Khu vực Đông Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và rông ở một vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nam Bộ mây thay đổi ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Khu vực Biển Đông do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật trên cấp 6 biển động. Nhiệt độ giao động từ 25 đến 29 độ. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh cấp 5, nhiệt độ phổ biến từ 26 cho đến 30 độ. Như vậy là trong 24 giờ tới, thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm khu vực Tây Bắc và Nam Đồng Bằng còn có mưa rải rác, trời rét. Các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rải rác ở phía Nam, khu vực khác thì ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khắp lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!